kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lưu Bình Nhưỡng tiếng nói hiếm hoi vì công lý. Không ai lạ gì ông Lưu Bình Nhưỡng, một trong số ít người từng là đại biểu Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, dám nói lên những điều chính trực. Ông Lưu Bình Nhưỡng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội, là người có trình độ luật pháp và điều quan trọng là ông dám nói điều ngay thẳng trong một xã hội toàn ăn theo nói leo, bợ nỡ quyền lực của Đảng ông lưu bình nhưỡng làm đại biểu quốc hội của quốc hội khóa 14 dưới thời bà nguyễn thị kim ngân làm chủ tịch ông nhưỡng từng lên án mạnh mẽ vụ án hồ duy hải một vụ án oan sai trắng trợn vi phạm quy trình tố tụng hình sự do ông nguyễn hòa bình ủy viên trung đảng tranh án toán nhân dân tối cao làm chủ tọa vụ án trắng trợn đến mức ông nguyễn hòa bình chấp nhận những vật chứng được mua ngoài chợ đem về để mà kết án tử hình cho một người chưa có đủ bằng chứng để kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện lên tiếng. Vụ án Hồ Duy Hải là một vết nhơ pháp lý của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Nó phơi bày một bộ mặt nhen nhuốc của chế độ. Ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng cho công lý là cách rửa mặt cho đảng Cộng sản. Nhưng đảng này lại không biết ơn, mà ngược lại họ không muốn ông có tiếng nói công khai nữa. Sau vụ án Hồ Duy Hải, những kỳ bộ của quốc hội khóa 15 vào năm 2021, ông Lưu Bình Nhưỡng không được làm đại biểu quốc hội nữa trong khi đó ông nguyễn hòa bình lại vào bộ chính trị hành động này cho thấy chính quyền của đảng cộng sản luôn phớt lờ tiếng nói chính trực đứng về phía người dân và họ đã đứng về phía gian tà đó là ý định của đảng đấy là thông điệp đảng cộng sản gửi đến toàn dân việt nam họ cứ làm chẳng sợ ai đảng cộng sản tuy không ưa ông lưu bình nhưỡng nhưng họ lại cần những người như ông, mục đích là tạo ra tiếng nói trái chiều để khoe với thế giới rằng Đảng Cộng sản cũng có người có ý kiến trái chiều phát biểu như các nước dân chủ. Thực chất, tiếng nói ông Lưu Bình Nhưỡng không đếm đủ trên đầu ngón tay. Ông Lưu Bình Nhưỡng dù có lên tiếng thì cũng không là gì so với quốc hội với gần 500 người, một lòng hùa theo kẻ có quyền lực và làm điều ác. Khi còn là đại biểu quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lên tiếng mạnh mẽ vụ án Hồ Di Hải. Ngày nay, ông Lưu Bình Nhưỡng tuy không còn là đại biểu quốc hội, nhưng ông hiện là phó ban dân nguyện của quốc hội. Ông cũng đóng góp lời ngay ý thẳng cho nền tư pháp của Việt Nam, mặc dù tiếng nói của ông lạc lõng trong rừng người, chỉ bất gật gù theo đảng. Mới đây, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lên tiếng về vụ án cô giáo Lê Thị Dung, người bị toán nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An kết tội 5 năm tù chỉ vì chi sai 45 triệu đồng. Đây là vụ án oan nói lên một thế hệ thống tư pháp công cụ được lập ra để cho những kẻ có quyền lực trù dập người dân mà họ không ưa. Một nền tư pháp thối nát đến tận cùng. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra hai điểm bất thường cho thấy Tòa Nhân dân huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An đã sai phạm như sau. Thứ nhất, việc bắt giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử trong khi luật quy định thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phiện phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, việc giam cô Dung một năm mới đưa xét xử có vi phạm về thời hạn tạm giam hay không là câu hỏi được đặt ra mà ai cũng biết. Thứ hai, trong cáo trạng của bản án nói rằng cô Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khoản tỷ tiền chia sai là chi sai là gần 45 triệu đồng trong vòng 5 năm đầu tiên là 48 triệu đồng, sau đó họ đã rút xuống còn gần 45 triệu đồng. Trong đó có những năm chỉ là hơn 300 000 đồng. Ông Lưu Bình Nhưỡng Việc Toán Nhân dân huyện Hương Nguyên tuyên phạt cô Dung 5 năm tù vì chi sai gần 45 triệu đồng cho thấy đây là một bản án không nhân văn. Nếu so sánh với các bản án khác, những vụ án hàng nghìn tỷ đồng hậu quả vô cùng lâu dài, thì rõ ràng tính chất và mức độ của vụ việc như thế này là không tương xứng vì trong một hệ thống pháp luật, xã hội, chủ nghĩa, nó như vậy. Ông Nhưỡng chỉ nói thế, tuy nhiên qua phát biểu của ông cũng cho thấy rõ, hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ có một tứ tư pháp công cụ, những kẻ nắm quyền lực đang dùng pháp luật để áp tội tùy tiện, mục đích là trù dập, trả thù những người, khiến họ không hài lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lưu Bình Nhưỡng tiếng nói hiếm hoi vì công lý Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân tư bản bóc lột thì ăn cao lường mỹ vị Đáng thì móc sọt rác cho dân Việt sơi đã bao nhiêu thế hệ Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa dối rằng tư bản thì bóc lột, tư bản đang dãy chết, rồi tư bản hiếu chiến vân vân Và những giá trị đó đã ăn sâu vào bao thế hệ người Việt Nam bị nhồi sọ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đầy độc hại. Chủ nghĩa Cộng sản đã xóa sạch tư duy độc lập, một thứ tư duy không thể thiếu trong lao động sáng tạo của con người. Ngày nay, nhiều người Việt Nam đã đi ra nước ngoài và quan sát sự thật được phơi bày chỉ có quốc gia tư bản mới làm cho xã hội phồn vinh, chỉ có tư bản mới mang lại bình yên cho xã hội và chỉ có tư bản mới xây dựng được nhà nước phúc lợi cho dần. Nhiều quốc gia tư bản bóc lột đã tiến đến một nhà nước phúc lợi rất lớn. Ngày nay không ai nói về chủ nghĩa tư bản nữa vì chủ nghĩa cộng sản hầu hết đã bị lịch sử quẳng vào sọt rác từ lâu, bởi nó quá kinh khủng nó mang lại đói nghèo cho người dân, nó hung hăng với chính người dân, nó bất chấp luật pháp, nó buông thả cho tội phạm phát triển, nó tẩy xóa những giá trị mà có thể giúp con người khai mở trước văn minh, nó tước đoạt mất tự do của người dân và chính nó bóc lột người dân kinh khủng nhất, gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Độc tài luôn sinh ra một nhà nước tham nhũng, dân chủ sinh ra một nhà nước phúc lợi cho dân. Đó là thực tế không thể chối cãi. Nhà nước Cộng sản là một nhà nước độc tài toàn trị, là độc tài độc đảng. Mà bản chất của chủ thuyết Cộng sản đã xây dựng trên nền tảng của bạo lực. Nó xây dựng xã hội bằng nòng súng, chứ không phải bằng sự đồng thuận giữa người dân và nhà nước, sự đồng thuận giữa các tư tưởng và sự đồng thuận giữa các địa phương. Nó thực sự xứng đáng bị quảng vào so giác của lịch sử, và sự thật nó đã bị thế giới quẳng đi chỉ còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam và những Đảng Cộng sản anh em với nó giữ lại thứ rác rưởi ấy để cho người dân sử dụng và bắt người dân phải đi theo. Chủ nghĩa Mark Lenin đã tạo ra nhà nước tham nhũng tại Việt Nam. Tại các nước văn minh, người lao động được tôn trọng và được trả đồng lương tối thiểu đủ để có thể sống trong một xã hội của họ ở một số nước người dân được hưởng một nền giáo dục chất lượng và miễn phí người dân được nhà nước cấp cho y tế miễn phí hoặc với thu nhập thấp thì bị đóng rất thấp thậm chí nhà nước sẽ bảo lãnh người thất nghiệp được trợ cấp người không có nhà nhà nước cho thuê với giá tượng trưng hoặc họ sẽ hỗ trợ xã hội thì vắng bóng cướp giật nhà tù thì vắng bóng tội phạm nguy hiểm đấy là những gì mà chủ nghĩa tư bản bóc lột đã tiến tới vậy còn cái gọi là chủ nghĩa xã hội tại việt nam như thế nào đấy là địa ngục trần gian nơi đây người dân đi xe phải trả tiền cho người trông giữ nếu không sẽ bị mất cắp nơi đây cầm điện thoại ngoài đường là có thể bị cướp giật ngay nơi đây quan chức thì ăn cướp của dân hàng trăm tỷ thậm chí hàng ngàn tỷ nơi đây người dân bất chấp đạo đức bơm thuốc và thực phẩm hại nhau chỉ vì muốn kiếm thêm cho mình có nhiều lợi nhuận Nơi đây, quan chức như thế dân gặp thảm họa thì cấu kết với nhau để mà trục lợi trên thân xác của họ. Đấy là những thứ rác rưởi của lịch sử đã mang lại cho người dân. Nó bắt đầu từ cái gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Thật ra, kinh hoàng. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 205 năm ngày sinh Karl Marx. Đảng Cộng sản đã tung hô rằng Karl Marx là nhà tư tưởng thiên tài với học thuyết vạn năng. Thực tế, những gì các Marx mang lại cho nhân loại là quá kinh hoàng những đồ tể thuộc hàng kinh tởm nhất của nhân loại qua mọi thời đại. Trong đó có nhiều người xuất hiện từ cái gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Đó chính là Stalin, là Mao Trạch Đông, là Pol Pot, vân vân Và tất nhiên có cả nhân vật mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gọi là cha già, dân tộc. Người dân Việt Nam phải tiêu hóa, đống rác lịch sử, nhân loại. Cũng trong ngày 5 tháng 5, ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến bảo tàng Anh thăm nơi các mát từng làm việc nhân kỷ niệm ngày sinh của ông này. Chủ thuyết của ông Các Mác mang lại lợi ích rất lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nó là thảm họa cho người dân, đất nước và cứ kéo dài mãi chưa biết đến bao giờ dừng đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dân tư bản bóc lột, ao ăn cao lương mỹ vị. Con đảng móc sọt rác cho dân Việt sơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm